chào tất cả anh em quay trở lại với kênh YouTube của NDK Vlogs. Thì hôm nay là anh em mình đi đánh câu ở một cái địa điểm mới nữa nha anh em. Địa điểm này nói chung là năm ngoái mình đi một lần rồi, thì năm nay là đúng là giáp một năm nữa, là tròn một năm mình đi xuống đây. Và năm ngoái là kỷ niệm hết sức là đáng buồn của mình, là đúng vào ngày này năm trước. Nói chung là cũng năm nay thôi chứ còn gần ngày rồi chắc là không đúng, là mình là quay video cho anh em xem, nhưng mà cuối cùng là cái điện thoại của mình bị rơi tẩm xuống biển luôn. Đó là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Và năm nay mình sẽ tiếp tục quay lại cái địa điểm này để săn đúng cái con này. Nói chung là cái con này không phải là con cá đục nhỏ thường ngày mình câu nha, mà nói chung là cái con này con cá đục to nha anh em. Nói chung rất là ngon. Cá nục thì có rất là nhiều loại, thì hôm nay mình đánh cá nục bằng cái mồi mình câu các loại cá bình thường, và bằng bột mì cám gạo nha anh em. Mồi móc là mồi tôm. Thì hôm nay mình sẽ câu ở cái địa điểm này cho anh em xem. Nói chung là vào mùa đông mùa lạnh á, nước nó lạnh á, thì cái loại này mới có nhiều nha anh em. Chứ còn những cái mùa hạn mùa nóng á thì hầu như có, nhưng mà nó nhỏ nhỏ xíu thôi. Đặc biệt là mùa này nó sẽ to, còn bên ngoài nữa thì nó rất là to nữa. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ câu ở đây, và có điều gì hay và mình sẽ chia sẻ cho anh em nha. Còn bây giờ anh em mình sẽ câu nha anh em. Đây cá đục to quá. Ngon lắm, cá này cá gì ta? Cũng nục luôn nha anh em. Nục to á. lắm anh em ơi. Lên được con tà ma anh em. Tài tà ma này sai đúng. Tà ma là con đi ấy. Nhiều thế. Lắm anh em ơi, ngon rồi. Quay sắc sát cần xuống cho anh em thấy. Bây giờ tiền nó khô rồi. Hả? Ăn gì cây được khỏe này, ăn gì khỏe này nhé. Nhỏ này mà đây, chạy ăn. Ăn gì vàng cái gì. Để mình nay đó là dở luôn đi chú. Đi câu vô ổ rồi. Ồ, nó biết rồi anh em. Xả cò nè anh em, máy cò nè anh em. Biết quá thì xả cò nha. Đấy, cá biết quá. Anh em, lỗi này anh em nục mà to chưa, to phạt luôn à, nục này nục khác cái loại nục kia nữa nha anh em, rất là nhiều loại nha anh em, to xuống cầm cái tay vào trong miệng mà. Thì mình không phải câu nó đâu, nhưng mà tại nó dính thì mình ấy thôi, nó cũng không đam mê gì nữa. Nhưng mà thật sự là nó thịt con này là chiên lên, rán lên là ngon cực kỳ nha anh em. Thôi nhưng mà thôi kệ, lỡ dính thì bắt luôn anh em ơi. Có cò mà cứ viết cho ông đi. Còn nó viết rồi anh em, nó bay lên luôn nhá. Đây nè anh em, loại này mình cần câu nè anh em. Đấy, nục này khác hoàn toàn nha anh em. Ngon, loại này ngon. Ngon. To lắm. nổi thích luôn, đầu cho đã để đứng trời chuột hay là đứng điểm sao mình thích giỡn rất là nguy hiểm. Nó phạt cái em mà nó dám nói mình nghịch cá. Thôi, nói chung là hôm nay phê lắm anh em ơi. Hôm nay là mình kỷ niệm một năm chưa xuống cái địa điểm này, là một năm rồi bây giờ mình quay lại cái địa điểm này. Là mình câu rất là hiệu quả nha anh em. Nói chung là hôm nay đi câu cá nục nha anh em. Cá nục thì có rất là nhiều loại. Hôm nay mình câu cái loại cá nục lớn nha anh em, chứ không câu cá nục con nha anh em. Cá nục hôm nay là cá nục to. Đó. Nói chung là rất là phê, sướng lắm. Và bây giờ là còn nghỉ mệt xíu anh em ơi. Nói chung là điện thoại với lại máy quay của mình bây giờ nó hết pin rồi, cho nên là bây giờ là mình sẽ tạm dừng video ở đây, là để mình sạc pin, sau khi mà sạc xong mình sẽ tiếp tục quay cho em xem nha. Rồi khi nào mà mình kết thúc cái chuyến đi câu mình sẽ tổng kết cái số cá cho anh em xem. Còn bây giờ là mình nghỉ giải lao xíu anh em ơi, mệt quá. Nói chung là đói, đi câu chưa có ăn cơm gì luôn á, đói lắm. Nói chung là đi câu nó khổ lắm anh em, nó cực kỳ vất vả rồi mệt lắm. Thôi quá phê anh em ơi. Đuối. Hôm nay người ta câu ở đây cũng khá là đông. Thời tiết hôm nay lạnh, gió thì nó cũng khá là to. Sóng thì hôm nay mình chọn cái địa điểm bên đây là cái khu đứng này, là cái khu eo ở trong đây rồi, cho nên là sóng nó không có nhiều. Còn riêng cái khu biển lớn ngoài đây là sóng rất là to nha anh em, cực kỳ to luôn. Cho nên là mình sẽ lựa chọn những cái địa điểm mà ít sóng mình câu. Thôi, nghỉ mệt thôi anh em ơi, mệt quá, phê quá.